kính chào quý vị đến với bản tin Canada và Thế giới cuối tuần. Những thông tin chính yếu trong bản tin ngày 13 tháng 6 hôm nay. Nhóm 7 các nhà lãnh đạo thế giới cam kết 1 tỷ mũi vaccine COVID-19 cho thế giới. Các nhà lãnh đạo đang cạnh tranh xem quốc gia nào làm nhiều nhất cho thế giới nghèo hơn chống lại đại dịch. Trung Quốc tuyên bố một loạt coronavirus mới tìm thấy ở dơi ở Trung Quốc, gồm một loại có thể là loại virus gần thứ hai về mặt di truyền với virus COVID-19, làm dấy lên lo lắng từ các nhà khoa học. Trong khi đó, khối châu Âu đã vào cuộc cùng Hoa Kỳ kêu gọi một cuộc điều tra sâu hơn về nguồn gốc của COVID-19. Tướng hàng đầu của Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc đang tăng cường năng lực quân sự với tốc độ bền vững và đáng lo ngại, trong xung đột với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson đe dọa đình chỉ nghị định thư Brexit. Thủ tướng Justin Trudeau nêu lên tầm quan trọng của thỏa thuận hòa bình Bắc Ireland với Thủ tướng Anh tại Hội nghị Thượng đỉnh. Thủ tướng Trudeau cũng tư vấn với nữ hoàng về quy trình chọn một toàn quyền mới cho Canada. Xả súng ở thủ đô bang Texas, 14 người bị thương, cảnh sát vẫn truy tìm nghi phạm trong vụ 39 người Việt tử vong trong container khi di cư đến Vương quốc Anh, cảnh sát Ý tiếp tục bắt giữ thêm một nghi phạm. Một thợ lặn bị nuốt chửng bởi cá voi lưng gù và sau đó được nhả ra. Nữ vận động viên người Séc Barbara Kejikova giành chức vô địch giải tennis nữ mở rộng của Pháp. Khi khối châu Âu mở cửa trở lại, WHO cảnh báo châu Âu vẫn có nguy cơ hồi sinh Covid-19 trong mùa thu Bộ Y tế Canada sẽ không điều phối hơn 300.000 liều vaccine Johnson Johnson do vấn đề về chất lượng. Hoàng Anh, Tuấn Liêm cùng nhóm biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới cuối tuần. Tổng hợp một số tin mới nhất đáng chú ý tại Canada, Việt Nam và Thế giới cùng một số tin giải trí nổi bật. Bản tin do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel và trang Facebook của Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Và trong bản tin hôm nay, nhóm cũng sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cuộc sống ý nghĩa, đó là câu chuyện lời hứa. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang web của Culture là culturemagazine.com để đọc các bản tin cũng như các bài viết khác. Xin cảm ơn quý vị, sau đây Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết. Rơi bảy cam kết 1 tỷ mũi vaccine COVID-19 cho thế giới nhóm bảy nhà lãnh đạo đã cam kết chia sẻ liều vaccine và làm cho nền kinh tế toàn cầu công bằng hơn tại hội nghị thượng đỉnh bên bờ biển ở Anh. Đó cũng là nơi mà Thủ tướng Anh ông Boris Johnson nói rằng đại dịch coronavirus không nên để lại cái mà ông gọi là vết sẹo lâu dài trên thế giới. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia giàu có đều nở nụ cười và đoàn kết khi Johnson chào đón họ trên bãi cát mới cao ở Vịnh Carbis nhưng họ chào nhau bằng chạm cùi chỏ và đang xem ai là người làm nhiều nhất để giúp các quốc gia nghèo hơn trên thế giới chống lại COVID-19. Phục hồi sau đại dịch được thiết lập là vấn đề chính trong các cuộc thảo luận của họ và các nhà lãnh đạo của các nền dân chủ giàu có đã cam kết chia sẻ ít nhất 1 tỷ mũi vaccine với các nước đang gặp khó khăn. Điều đó bao gồm cam kết từ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chia sẻ 500 triệu liều và lời hứa từ Thủ tướng Johnson cho 100 triệu liều khác. Nước chủ nhà Anh cho biết rơi 7 cũng sẽ công bố một kế hoạch với biện pháp nhằm giảm nguy cơ bùng phát một đại dịch khác. Chính phủ Vương quốc Anh cho biết trong một kế hoạch với tiêu đề là tuyên bố Vịnh Carbis sẽ hướng tới mục tiêu 100 ngày để phát triển vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán bệnh trong tương lai và tăng cường giám sát các bệnh mới. Nhóm G7 cũng cam kết sẽ củng cố tổ chức y tế thế giới. Thủ tướng Boris Johnson cho biết, mục tiêu của biện pháp này là để bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bao giờ một lần nữa rơi vào tình trạng không có chuẩn bị trước. Mở đầu cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày tại Cornwall, phía tây nam nước Anh, Thủ tướng Johnson cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo thế giới không được lặp lại những sai sót đã mắc phải trong 18 tháng qua hoặc những lỗi đã mắc phải trong quá trình phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008. Các nhà lãnh đạo của G7 gồm có Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản hy vọng cuộc gặp tại khu nghỉ mát cũng sẽ tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế toàn cầu. Bên dưới bầu trời tối đen đầy buồn bã, nhóm G7 đã cùng nhau chụp một bức ảnh vui vẻ như những đứa trẻ mới xây xong lâu đài cát khi Tổng thống Johnson dẫn các chính trị gia ra khỏi bãi biển, thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã choàng tay qua vai của Tổng thống Biden, người mà ông đã gặp lần đầu tiên. Nhà Trắng sau đó cho biết hai người đã thảo luận về COVID-19 và một số các nỗ lực chống khủng bố ở khu vực Sahel của châu Phi và sẽ có một cuộc họp vào ngày thứ Bảy. Đối mặt với những lời chỉ trích rằng họ chỉ giữ vắc-xin cho riêng mình, các nhà lãnh đạo đang cạnh tranh để trở thành nhà vô địch toàn cầu của quá nhiều số người bị thương do COVID-19 gây ra. Với hơn 3,7 triệu người đã phải tử vong do đại dịch, các nền dân chủ giàu có nhất thế giới đang háo hức thể hiện mình là nhà vô địch của những người đang đau khổ. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ cho thế giới thấy rằng chúng tôi không chỉ nghĩ đến bản thân mình. Và Tổng thống Pháp Macron cũng tìm cách nhấn mạnh điều đó hơn khi lưu ý rằng Pháp đã vận chuyển liều vaccine đến những người nghèo trên thế giới và nhẹ nhàng chỉ trích các quốc gia mà đã chưa chia sẻ và thúc giục họ trong một thuyết viết rằng phải có mục tiêu rõ ràng và cam kết cụ thể. Đối với Thủ tướng Anh, ông Johnson, hội nghị thượng đỉnh G7 đầu tiên trong hai năm do năm ngoái đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch, là cơ hội để đưa ra tầm nhìn của ông về một nước Anh toàn cầu thời hậu Brexit, với tư cách là một quốc gia cỡ trung với vai trò vượt trội trong việc giúp giải quyết vấn đề quốc tế. Vào thứ Sáu thì nữ hoàng Elizabeth II là ngôi sao toàn cầu lớn nhất của Anh đã đi từ lâu đài Windsor gần London để dự tiệc chiêu đại với các nhà lãnh đạo và vợ chồng của họ tại dự án Eden. Đây là một khu vườn thực vật tương lai được đặt ở bên trong các mái vòm có khu rừng nhiệt đới trong nội thất lớn nhất thế giới. Vị quốc vương 95 tuổi này đã thu hút được tiếng cười từ các vị khách của mình khi bà tán ngạo với họ trong một buổi chụp hình của nhóm và nói rằng, bạn có phải trông như là đang tận hưởng chính mình không? Các thành viên cao cấp trong hoàng gia bao gồm người thừa kế ngai vàng là thái tử Charles, con trai của ông là hoàng tử William và vợ của William, Kate đã tham gia cùng với các nhà lãnh đạo để giữ tiệc chiêu đãi và bữa tối với món cá thơ bếp nướng, khoai tây mới Cornish và rau xanh với sauce pesto tỏi hoang dã do một đầu bếp địa phương nấu. Việc lựa chọn một địa điểm theo chủ đề sinh thái cũng đã được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Biến đổi khí hậu là một vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự. Đã có hàng trăm người biểu tình tụ tập ở Cornwall để thúc giục các nhà lãnh đạo hành động một số thì ăn mặc như sinh vật biển, sứa chẳng hạn. Những người biểu tình đã triển khai một xà lan ngoài khơi ở bờ biển với hai nhân vật bơm hơi lớn mô tả Tổng thống Biden và Thủ tướng Johnson trên tàu. G7 cũng chính thức áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu ít nhất là 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia. Mức tối thiểu nhằm ngăn chặn các công ty sử dụng thiên đường thuế để chuyển lợi nhuận và tránh thuế. Một vấn đề chính trong ngày là vắc xin và áp lực ngày càng gia tăng trong việc vạch ra các kế hoạch chia sẻ vắc xin trên toàn cầu. Đặc biệt là khi sự bất bình đẳng về nguồn cung cấp trên thế giới ngày càng rõ rệt. Tại Hoa Kỳ thì có một kho dự trữ vắc xin lớn và nhu cầu tiêm chủng đã giảm mạnh trong những tuần gần đây. Tổng thống Hoa Kỳ ông Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ tài trợ 500 triệu liều vắc xin Pfizer trong năm tới và 200 triệu liều trong số đó là vào cuối năm 2021. Cam kết đó là ngoài 80 triệu liều mà Tổng thống Biden đã cam kết tài trợ vào cuối tháng 6. Bản giá cho các liều vaccine không được công bố, nhưng Hoa Kỳ hiện được coi là nhà tài trợ lớn nhất cho nỗ lực vaccine COVAX quốc tế và đồng thời là nhà tài trợ lớn nhất của tổ chức này. Thủ tướng Johnson cho biết 5 triệu liều đầu tiên của Vương quốc Anh sẽ được chia sẻ trong những tuần tới, phần còn lại sẽ được thực hiện trong năm tới. Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ chia sẻ ít nhất 30 triệu liều thuốc trên toàn cầu vào cuối năm nay. Đức có kế hoạch quyên góp số tiền tương tự. Canada cũng có kế hoạch tài trợ trên 100 triệu liều vaccine COVID-19. Các quan chức Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo rơi bẫy hôm thứ Sáu đã cam kết cung cấp tất cả là một tỷ liều chiến dịch tiêm chủng khô vác khởi đầu chậm chạp khi các quốc gia giàu có hơn đã chốt hàng tỷ liều thuốc thông qua các hợp đồng trực tiếp với các nhà sản xuất thuốc. Liên minh mới chỉ phân phối 81 triệu liều trên toàn cầu và phần lớn thế giới, đặc biệt là ở châu Phi, vẫn là sa mạc của vaccine. Các nhân viên nhân đạo hoan nghênh các khoản quyên góp mới nhưng cho biết thế giới cần liều lượng nhiều hơn và sớm hơn. Tổng thống Joe Biden sẽ kết thúc hành trình kéo dài 8 ngày của mình bằng cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva. Khi được hỏi trên bãi biển hôm thứ Sáu, thông điệp của ông sẽ là gì, Biden nói, tôi sẽ cho bạn biết một khi tôi gửi thông điệp đó đi. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC, Tổng thống Putin cho biết quan hệ của Nga và Mỹ đã xấu đi xuống tới mức thấp nhất trong những năm gần đây. Các nhà khoa học đang lo lắng về một loạt coronavirus mới ở dơi ở Trung Quốc. Trong một tiết lộ gây sốc, các nhà nghiên cứu Trung Quốc tuyên bố đã tìm thấy một loại coronavirus mới trong loài dơi. Họ thậm chí còn nói rằng các loại virus mới được tìm thấy ở dơi, bao gồm một loại có thể là loại virus gần nhất thứ hai về mặt di truyền với virus COVID-19, theo CNN đã đưa tin. Theo các nhà nghiên cứu, khám phá của họ tại một vùng nhỏ duy nhất của tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc, cho thấy có bao nhiêu coronavirus ở dơi và bao nhiêu con có khả năng lây lan sang người. Trong một báo cáo được công bố trên tạp chí Cell, các nhà nghiên cứu Trung Quốc từ Đại học Sơn Đông cho biết, tổng cộng chúng tôi đã tập hợp 24 bộ gen coronavirus mới từ các loài dơi khác nhau, bao gồm 4 giống với coronavirus SARS-CoV-2. Họ cho biết một loại rất giống về mặt di truyền với virus SARS-CoV-2 là nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19 hiện nay. Họ cho biết đây sẽ là chủng gần nhất với SARS-CoV-2, ngoại trừ sự khác biệt về gen trên protein gai, là phần cấu trúc nhô ra mà virus sử dụng khi chúng bám vào tế bào. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm ra nguồn gốc của SARS-CoV-2, mặc dù dơi có thể là một nguồn lây lan, nhưng có thể virus đã lây nhiễm sang một động vật trung gian. Virus SARS gây ra được bùng phát vào năm 2002 đến 2004 đã được lần dấu nguồn trên một loài động vật có tên là mèo cầy civet cat. Ba trong số các mẫu được mô tả trong báo cáo cũng gần với source về mặt di truyền. Việc phát hiện ra coronavirus mới ở loài dơi này xảy ra vào thời điểm các nhà khoa học và các quốc gia trên thế giới đang kêu gọi các cuộc điều tra sâu hơn để tìm hiểu xem liệu loại virus này có nguồn gốc tự nhiên hay bị rò rỉ từ viện virus học ở vũ hán. Trong khi đó, thì khối châu Âu đã nhập cuộc với Hoa Kỳ, kêu gọi một cuộc điều tra sâu hơn về nguồn gốc của COVID-19. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ dự kiến sẽ kêu gọi tiến bộ hơn nữa trong cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19, theo một tài liệu dự thảo của khối châu Âu. Dự thảo tài liệu là nền tảng cho kết quả của hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ diễn ra vào thứ Ba. Từ ngữ của nó có thể thay đổi cho đến khi kết thúc cuộc họp. Tại cuộc họp báo gần đây, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm hiểu về nguồn gốc của coronavirus. Những tuyên bố này sau lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden vào tháng trước đối với Tổ chức Y tế Thế giới để thực hiện giai đoạn 2 của cuộc điều tra nguồn gốc virus, lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm 2019. Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào đầu năm nay cho biết Nguyên nhân có khả năng gây ra virus là tự nhiên và bác bỏ giả thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm, nhưng báo cáo này gợi ý rằng các nghiên cứu sâu hơn sẽ cần được thực hiện. Tháng trước thì cộng đồng tình báo Hoa Kỳ cho biết họ không biết chính xác ở đâu, khi nào hoặc cách thức lây truyền ban đầu của virus COVID-19, nhưng đã kết hợp lại xung quanh hai kịch bản có thể xảy ra. Hoặc nó xuất hiện tự nhiên khi con người tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh, hoặc nó là một tai nạn trong phòng thí nghiệm cuộc thảo luận về nguồn gốc của coronavirus diễn ra vào thời điểm mỹ và khối châu âu cũng có ý định nói về mối quan hệ rộng lớn hơn của họ với trung quốc trong khi một mặt mỹ và khối châu âu muốn chỉ trích những gì họ mô tả là vi phạm nhân quyền ở trung quốc mặt khác họ muốn bắc kinh tham gia một cách xây dựng vào các chính sách biến đổi khí hậu và mở cửa một số bộ phận của nền kinh tế tổng thống biden hy vọng khối châu âu sẽ là một đối tác khi họ giao dịch với trung quốc trong những năm tới vào tháng 3 thì khối châu Âu đã quyết định trì hoãn việc phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Bắc Kinh, một thỏa thuận mà đã được trình lại vào tháng 12, chỉ vài tuần trước lễ nhậm chức của tổng thống Biden. Mối quan hệ đối tác đầu tư này hiện đang bị đóng băng sau một cuộc căng thẳng ngoại giao giữa Brussels và Bắc Kinh. Vào tháng 3, khối châu Âu đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì hành vi đối xử với người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ và Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách công bố các biện pháp trừng phạt ngược lại đối với các thành viên của nghị viện châu Âu. Dân tộc Duy Ngô Nhĩ sống chủ yếu ở phía Tây Trung Quốc đã được Liên hiệp quốc, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những người khác xác định là một nhóm bị đàn áp. Bộ ngoại giao Trung Quốc vào tháng 3 đã mô tả những tuyên bố như lời nói dối ác ý, được thiết kế để bôi nhọ Trung Quốc và làm nản lòng sự phát triển của Trung Quốc. Gần đây thì tướng hàng đầu của Hoa Kỳ đã cảnh báo Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự với tốc độ bền vững và đáng lo ngại. Hôm thứ năm, tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng lục quân, cảnh báo rằng quân đội Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng khả năng của mình, đồng thời nói rằng Mỹ phải thực hiện các bước để bảo đảm rằng họ duy trì lợi thế cạnh tranh trong tương lai. Ông Milley, người đã giữ chức chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân kể từ tháng 9 năm 2019, đã đưa ra đánh giá trong phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện vào thứ Năm. Vị tướng hàng đầu của Mỹ cảnh báo rằng quân đội Trung Quốc đã và đang xây dựng khả năng của mình ở một tốc độ rất nghiêm túc và bền vững, theo Reuters đưa tin đầu tiên. Chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta giữ được lợi thế cạnh tranh và công nghệ của mình, ông Milley nói. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Tổng thống Joe Biden cũng đã giấy lên những lo ngại tương tự về sự nổi bật và ảnh hưởng quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên toàn thế giới. Ông Austin mô tả hành vi của Trung Quốc là ngày càng quyết đoán, bảo vệ đề xuất của Tổng thống Biden chi ngân sách quân sự 715 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2022, theo Bloomberg. Chính quyền Hoa Kỳ mới phần lớn vẫn duy trì các chính sách tương tự của nhà trắng trước đây của cựu tổng thống Donald Trump khi nói đến Trung Quốc. Tuần trước thì tổng thống Biden đã ký một lệnh hành pháp để tăng cường và gia hạn lệnh cấm đầu tư từ thời tổng thống Trump vào một số công ty Trung Quốc mà gắn liền với khu phức hợp công nghiệp quân sự và ngành giám sát của quốc gia Đông Á này. Danh sách đang bao gồm 59 công ty Trung Quốc cấm các cá nhân hoặc công ty Mỹ tham gia kinh doanh với họ. Tổng thống Biden đã chỉ ra ảnh hưởng ngày càng gia tăng và sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc để thúc đẩy Quốc hội ủng hộ đề xuất chi tiêu cho cơ sở hạ tầng lớn của ông. Vào tháng 2 thì tổng thống lập luận rằng Trung Quốc sẽ ăn bữa trưa của chúng ta nếu Mỹ không tăng cường đầu tư. Họ đang đầu tư rất nhiều tiền, họ đang đầu tư hàng tỷ đô la và giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến giao thông vận tải, môi trường và nhiều thứ khác, tổng thống nói. Họ sẽ, bạn biết đấy, nếu chúng ta không di chuyển, họ sẽ ăn bữa trưa của chúng ta. Rơi bảy cạnh tranh với Trung Quốc bằng kế hoạch cơ sở hạ tầng vào thứ Bảy, nhóm bảy nền dân chủ giàu nhất thế giới đã tìm cách chống lại sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc bằng cách cung cấp cho các quốc gia đang phát triển một kế hoạch cơ sở hạ tầng mới, được biết kế hoạch này cạnh tranh cùng với sáng kiến vành đai và con đường trị giá hàng nghìn tỷ đô la của chủ tịch tập cận bình tổng thống hoa kỳ ông joe biden và các nhà lãnh đạo rơi bại khác hy vọng kế hoạch xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn của họ sẽ có thể cung cấp một mối quan hệ đối tác minh bạch nhà trắng cũng cho biết hiện tại thì các quốc gia đang phát triển cân khoảng 40.000 tỷ đô la để phát triển cơ sở hạ tầng và họ hy vọng sẽ giúp giảm bớt con số này một quan chức cao cấp trong chính quyền của ông Biden cho biết, vấn đề không chỉ là đương đầu hay là chống lại Trung Quốc, mà là đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể cung cấp một giải pháp thay thế tích cực có thể phản ánh các giá trị, tiêu chuẩn và cách chúng tôi làm việc. Ngoài ra, G7 và các đồng minh sẽ sử dụng sáng kiến này để huy động vốn của khu vực tư nhân trong các lĩnh vực như là khí hậu, y tế và an ninh sức khỏe, công nghệ kỹ thuật số, cũng như công bằng và bình đẳng giới. Thủ tướng Johnson đe dọa đình chỉ nghị định thư Brexit liên quan đến EU. Thủ tướng Boris Johnson xung đột với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, cảnh báo rằng phương quốc Anh có thể đình chỉ các phần của thỏa thuận Brexit nếu tranh chấp về các quy tắc thương mại đối với hàng hóa vận chuyển đến Bắc Ireland không được giải quyết. Vào ngày thứ Bảy, thì Thủ tướng Anh ông Johnson cho biết rằng Anh có thể hành động đơn phương trừ khi khói EU đồng ý thỏa hiệp cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh đã gần đến ngày kết thúc của thời gian đặc ân trong thương mại khu vực là vào ngày 30 tháng 6. Và nếu không tìm thấy một giải pháp thực dụng để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, thì Johnson báo rằng Anh quốc sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết. Tôi nghĩ rằng nếu giao thức tiếp tục được áp dụng theo cách này, thì rõ ràng chúng tôi sẽ không ngừng ngại viện dẫn điều số 16, Ông Johnson nói với Sky News bên lề của hội nghị thượng đỉnh nhóm j 7 mà ông đang tổ chức vào cuối tuần này. Tôi đã nói chuyện với một số người bạn của chúng tôi ở đây hôm nay. Những người này dường như hiểu nhầm Vương quốc Anh là một quốc gia, một lãnh thổ duy nhất. Ông Johnson nói, tôi chỉ cần họ hiểu điều đó. Lập luận này có nguy cơ làm lu mờ các kế hoạch đã được thiết lập cẩn thận của Thủ tướng Johnson trong cuộc họp mặt trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo của bảy nền kinh tế lớn kể từ khi đại dịch bắt đầu. Thủ tướng Trudeau nêu lên tầm quan trọng của thỏa thuận hòa bình Bắc Island với Thủ tướng Anh Boris Johnson Thủ tướng Justin Trudeau đã nêu lên tầm quan trọng của thỏa thuận và đặt ra các điều khoản cho hòa bình ở Bắc Island với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Cao ủy Canada tại Anh, ông Ralph Goodell, nói rằng Thủ tướng Trudeau đã nêu vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh ông Boris Johnson vào hôm thứ Sáu. Thủ tướng Trudeau nói thêm rằng Canada sẽ giúp đỡ nếu cần để bảo đảm thỏa thuận hòa bình được tôn trọng. Các lời bình đã được đưa ra khi Thủ tướng Johnson đối mặt với các cáo buộc sửa đổi giao thức Bắc Island theo Brexit. Giao thức này ngăn chặn việc áp đặt biên giới cứng giữa Bắc Island và Cộng hòa Ireland ở phía Nam. Ông được cho là đã vi phạm thỏa thuận thứ sáu tốt lành. Ông cứ đèo cho biết, thỏa thuận về thứ sáu tốt lành rõ ràng là quan trọng theo quan điểm của Canada chính phủ Canada rất quan tâm về vấn đề này. Chúng tôi biết những vấn đề biên giới đó phức tạp như thế nào đối với Ireland và Bắc Ireland. Chúng tôi không đánh giá thấp khó khăn của việc tìm kiếm một giải pháp thỏa đáng. Thủ tướng Johnson bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn rằng sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Thưa quý vị, tại hội nghị thượng đỉnh thì Thủ tướng Justin Trudeau đã tư vấn với nữ hoàng về quy trình chọn một toàn quyền mới cho Canada. Thủ tướng Justin Trudeau đã tham khảo ý kiến của nữ hoàng Elizabeth về quy trình chọn vị toàn quyền kế tiếp của Canada vài tháng sau khi bà Julie Payette từ chức. Bà Payette từ chức sau một báo cáo cho thấy bà đã chủ trì một môi trường làm việc độc hại tại Rideau Hall. Hàng chục người mô tả đó là môi trường thù địch hoặc tiêu cực. Cao ủy Canada tại Anh là ông Ralph Goodale nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh G7, G7 ở Anh rằng Thủ tướng Trudeau đã nói chuyện với nữ hoàng trong buổi tiếp kiến trực tuyến về tính cấp thiết của việc bổ nhiệm một toàn quyền mới. Canada đã không có đại diện của nữ hoàng tại Canada kể từ ngày 21 tháng 1. Chánh án tòa án tối cao là ông Richard Wagner đã ký nhiệm công việc này ngoài công việc chính của mình. Bộ trưởng các vấn đề liên chính phủ là ông Dominic LeBlanc nói với các nghị sĩ rằng Thủ tướng Trudeau sẽ nhận được một danh sách các ứng cử viên trong vài ngày tới. Tại Hoa Kỳ, một vụ xả súng ở thủ đô bang Texas, 14 người bị thương, cảnh sát vẫn đang truy tìm nghi phạm. 14 người bị thương sau khi hai người đàn ông xả súng vào nhau trong một khu vui chơi giải trí sầm uất ở trung tâm thành phố Austin, bang Texas, vào đầu ngày thứ Bảy. Cảnh sát cho biết thêm rằng, một trong những kẻ tình nghi là kẻ xả súng vẫn đang bị cảnh sát truy tìm. Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Austin là ông Joseph Chacon cho biết trong một cuộc họp báo vào chiều thứ Bảy, Tiếng súng nổ ra vào khoảng 1 giờ 30 sáng tại khu vực Sixth Street, một địa điểm giải trí về đêm nổi tiếng ở thủ phủ của bang. Đây dường như là một sự việc riêng biệt giữa hai bên, ông nói. Hầu hết các nạn nhân là những người chứng kiến vô tội. Các nhân viên cảnh sát ở gần đó đã nhanh chóng đến hiện trường nơi họ cấp cứu và thực hiện hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân, ông Chacon cho biết. Hai trong số những người bị thương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch và 12 người khác đang trong tình trạng ổn định, không có trường hợp tử vong nào. Sở cảnh sát Austin cho biết vào tối thứ bảy rằng một nghi phạm đã bị bắt giữ với sự giúp đỡ của lực lượng đặc nhiệm của bang Texas và các sĩ quan đang tiếp tục theo dõi các đầu mối để bắt giữ nghi phạm còn lại. Vụ việc về 39 người Việt đã tử vong khi di cư đến Vương quốc Anh, cảnh sát Ý đã bắt được một nghi phạm Cảnh sát Ý vừa bắt giữ một người đàn ông bị Vương quốc Anh truy nã liên quan đến ông mưu buôn lậu người dẫn đến cái chết của 39 người di cư Việt Nam trên xe tải. Stephen Damian Draco là một công dân Romania 28 tuổi, bị cáo buộc đã cung cấp chiếc xe tải chở những người di cư đến Vương quốc Anh, theo một tuyên bố của cảnh sát. Draco, người bị cảnh sát Milan giam giữ theo lệnh truy nã của Vương quốc Anh, thuộc một tổ chức tội phạm chuyên phục vụ việc nhập cư bất hợp pháp, tuyên bố cho biết 39 người Việt Nam, trong đó người trẻ nhất là hai cậu bé 15 tuổi, chết ngạt trong container khi họ đang được vận chuyển đến nơi mà họ hy vọng sẽ là cuộc sống mới ở Vương quốc Anh. Thi thể của họ được phát hiện bên trong container được niêm phong tại một cảng gần London vào tháng 10 năm 2019. Vụ án đã đưa ra một ánh sáng mới gây sốc về mức độ mà những người di cư sẽ đi để đến nước Anh và các băng đảng khai thác sự tuyệt vọng của họ những kẻ cầm đầu băng đảng buôn lậu Ronan Hughes và George Nika đã bị kết án 39 tội ngộ sát tại một tòa án ở London vào đầu năm nay và phải ngồi tù lần lượt là 20 năm và 27 năm. Các tài xế Morris Robinson và Emmon Harrison cũng lần lượt bị tuyên các mức án 13 năm và 18 năm tù. Một thợ lặn bị nuốt chửng bởi cá voi lưng gù, sau đó được nhả ra vào thứ sáu, một thợ lặn nuôi tôm hùm thương mại đã mắc vào miệng của một con cá voi lưng gù ở ngoài khơi biển Cape Cod. Anh tưởng là mình sẽ chết trong miệng cá. Ông Michael Parker, 56 tuổi, ở Wellfleet, nói với WBZ TV sau khi xuất viện rằng ông ấy đang ở độ sâu khoảng 14 mét ở vùng biển ngoài khơi của Province Town khi đột nhiên cảm nhận được một cú hít lớn và mọi thứ tối sầm lại. Ông Parker nghĩ rằng mình đã bị tấn công bởi một con cá mập, thường gặp ở các vùng nước trong khu vực. Nhưng sau đó thì ông mới nhận ra rằng ông không cảm thấy bất kỳ chiếc răng to nào và ông ta không hề thấy đau đớn. Sau đó tôi mới nhận ra rằng trời ơi tôi đang ở trong miệng của con cá voi và nó đang cố gắng nuốt chửng tôi. Ông ta nói, ông ta ước tính mình đã ở trong miệng của con cá voi khoảng 30 giây nhưng vẫn có thể tiếp tục hô hấp nhờ vào thiết bị thở. Sau đó thì cá voi nổi lên, lắc đầu và nhổ ông ấy ra. Ông ấy đã được cứu bởi người bạn thủy thủ đoàn của mình ở trên thuyền. Em gái của ông ấy là Cynthia Parker nói với Cape Cod Times rằng anh trai của cô ấy đã bị gãy một chân, nhưng sau đó thì ông Michael Parker đã đính chính rằng chân của ông ấy chỉ bị bầm tím. Krasikova giành chức vô địch giải tennis nữ mở rộng của Pháp. Vào ngày thứ Bảy, nữ vận động viên người Séc Barbara Krejčíková đã giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình sau khi đánh bại Anastasia Pavlyuchenkova người Nga, với tỷ số 6-1, 2-6, 6-4 trong trận chung kết Pháp mở rộng. Tai vợt 25 tuổi này là người Cộng hòa Séc đầu tiên nâng cúp Susan Lenglen kể từ Hanna Menikova, người đại diện tiệp khắc giành chức vô địch năm 1981. Krasikova đã thắng 6 game liên tiếp để có set mở màn sau khi bỏ giao bóng trong set đầu tiên, trước khi Palyuchenkova giành được ưu thế trong set thứ hai. Tai vợt người Nga đã có lợi thế trước đó khi giành được tỷ số 5-2, nhưng đã thất bại trong cú giao bóng sau đó. Cuối cùng thì Krasikova đã dứt điểm quyết đoán với tỷ số 4-3. Được biết, đây là trận chiến thắng thứ 12 liên tiếp của cô trên sân tennis. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cho biết tiền vệ Christian Eriksen đã tỉnh táo trong bệnh viện sau khi bất ngờ gục ngã trong trận đấu với Phần Lan tại Euro 2020 hôm 12 tháng 6. Theo UEFA thì tình trạng của cầu thủ 29 tuổi của Inter Milan đã ổn định. Trận đấu ở Copenhagen bị tạm dừng trong hiệp 1 sau khi Eriksen ngã xuống đất và được cấp cứu ngay trên sân. Sau đó thì phần Lan đã thắng trận đấu bảng B với tỷ số 1-0 sau khi trận đấu bắt đầu trở lại. UEFA cho biết đã đồng ý cho bắt đầu lại trận đấu theo yêu cầu của các cầu thủ cả hai đội. Huấn luyện viên của đội tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand đã rơi nước mắt trong cuộc họp báo sau trận đấu. Chủ tịch của UEFA Alexandra Safren cho biết những khoảng khắc như thế này khiến cho người ta suy nghĩ về cuộc đời. Tôi cầu chúc cho Christian hồi phục nhanh chóng, đồng thời cầu nguyện cho gia đình anh ấy có sức mạnh và niềm tin. Vào những lúc này thì sự đoàn kết bóng đá thật mạnh mẽ, tôi nghe thấy cổ động viên của cả hai đội hô vang tên của anh ấy. Trận đấu khác của bảng B vào ngày thứ bảy giữa Bỉ và Nga đã diễn ra theo lịch trình lúc 20 giờ với chiến thắng 3-0 của Bỉ. Thưa quý vị, về tình hình dịch bệnh trên thế giới, tính đến tối thứ Bảy, thế giới đã có hơn 175.5 triệu ca nhiễm, số người chết trên toàn cầu là hơn 3.7 triệu người. Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Pháp, Turkey vẫn là 5 quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 lần lượt cao nhất thế giới. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã dẫn đầu một đám đông những người ủng hộ người điều khiển xe mô tô qua các đường phố của Sao Paulo vào hôm thứ Bảy và đã bị phạt vì không đeo khẩu trang. Ở châu Âu, lực lượng đặc nhiệm chống coronavirus quốc gia của Nga báo cáo số ca nhiễm mới hàng ngày của nước này đã tăng gần một nửa trong tuần qua và tăng hơn gấp đôi ở Moscow. Tại châu Phi, thì Kenya đã nhận được khoản vay 750 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ ngân sách và giúp nền kinh tế Đông Phi phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch, tổ chức cho vay đa phương cho biết. Mexico cho biết một phần tư dân số của họ đã bị nhiễm COVID-19, vào hôm thứ Sáu, thì Bộ Y tế Mexico cho biết rằng khoảng 1 phần tư trong số 126 triệu dân số của Mexico đã bị nhiễm coronavirus, cao hơn rất nhiều so với số ca nhiễm đã được xác nhận. Theo một quan chức tại Viện Y tế Công cộng Quốc gia, cuộc điều tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia năm 2020 cho thấy khoảng 31,1 triệu người đã nhiễm virus. Con số ước tính được đưa ra khi cả nước ghi nhận 3.282 trường hợp mắc mới và thêm 243 tử vong nâng tổng số ca nhiễm được xác nhận ở quốc gia này lên trên 2.4 triệu ca nhiễm và số người tử vong là trên 229.000 người. Khi khối châu Âu mở cửa trở lại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo châu Âu vẫn có nguy cơ hồi sinh COVID-19 trong mùa thu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra lời cảnh báo rằng tỷ lệ tiêm chủng ở châu Âu vẫn còn quá xa so với mức cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát trở lại của virus và kêu gọi các quốc gia duy trì các biện pháp bảo vệ. Theo tổ chức này, 30% người dân châu Âu đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và 17% đã được tiêm chủng đầy đủ ở khu vực châu Âu của WHO. Khu vực này trải dài 53 quốc gia và vùng lãnh thổ và bao gồm một, và bao gồm một số ở Trung Á, Ông Hans Klug, là giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, phát biểu trong một cuộc họp báo rằng mặc dù chúng ta đã đi xa nhưng chúng ta vẫn chưa đi đủ xa. Phạm vi tiêm chủng còn lâu mới đủ để bảo vệ khu vực khỏi sự hồi sinh của virus. Khoảng cách phải đi trước khi đạt được ít nhất 80% dân số trưởng thành vẫn còn đáng kể, ông Klug nói thêm. Ông lưu ý rằng khu vực đã chứng kiến sự sụt giảm tổng thể về số ca mắc mới, số ca nhập viện và tử vong trong hai tháng liên tiếp, nhưng kêu gọi các quốc gia tránh lặp lại sai lầm của mùa hè năm ngoái bằng cách nới lỏng các biện pháp sớm dẫn đến sự bùng phát trở lại vào mùa thu. Ông cho biết trong suốt mùa hè năm ngoái, các ca bệnh dần dần tăng lên ở các nhóm tuổi trẻ hơn và sau đó chuyển sang các nhóm tuổi lớn hơn, góp phần vào sự hồi sinh tàn khốc lệnh khóa cửa mới và các trường hợp tử vong vào mùa thu và mùa đông năm 2020. Ông cũng kêu gọi mọi người tận hưởng một mùa hè một cách an toàn bằng cách tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe một số tỉnh bang đang vui mừng chào đón các hạn chế đại dịch được nới lỏng vào cuối tuần khi nỗ lực tiêm chủng đầy đủ cho người Canada đang trên đà tăng tốc nhanh chóng. Ở Manitoba, người dân có thể tụ tập thành các nhóm ở ngoài trời bắt đầu từ cuối tuần này. Kể từ 12 giờ 01 phút sáng thứ Bảy, tối đa 5 người được phép tụ tập tại các không gian công cộng ngoài trời. Các cuộc tụ họp ngoài trời trong khuôn viên nhà riêng cũng được phép với tối đa 5 khách mời từ không quá hai hộ gia đình khác nhau. Tất cả các hạn chế khác vẫn được áp dụng, có nghĩa là các cuộc tụ họp riêng trong nhà vẫn bị cấm, các doanh nghiệp bán lẻ vẫn bị giới hạn ở mức 10% công suất hoặc 100 người, tùy theo mức nào thấp hơn. Các nhà hàng vẫn giới hạn ở dịch vụ mang đi hoặc giao hàng tận nơi. Việc nới lỏng các hạn chế được đưa ra khi các quan chức y tế tỉnh hy vọng số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày sẽ tiếp tục giảm xuống, nhưng cảnh báo số người trong ICU vẫn ở mức cực kỳ cao. Tại tỉnh Ontario, các cuộc tụ họp ngoài trời lên đến 10 người và ăn uống ngoài sân với tối đa 4 người một bàn là một trong những hoạt động được cho phép kể từ hôm thứ Sáu. Các cửa hàng không thiết yếu cũng có thể mở cửa trở lại với giới hạn sức chứa các lớp học thể dục ngoài trời cũng được cho phép. Tuy nhiên thì đơn vị y tế Porcupine ở phía Bắc tỉnh Ontario vẫn đang trì hoãn việc nới lỏng các hạn chế vì số ca bệnh ở đó còn cao. Nhìn chung thì số ca nhiễm COVID-19 mới và số ca nhập viện trong tỉnh đã giảm trong những tuần gần đây. Ontario hôm thứ Bảy báo cáo có thêm 502 ca nhiễm COVID-19 mới và có thêm 15 ca tử vong. Tại khu vực Đại Tây Dương, Newfoundland và Labrador đã chuyển tất cả các đơn vị y tế trở lại mức cảnh báo 2 vào ngày thứ bảy. Nhiều vùng ở miền Tây của tỉnh đã chuyển lên mức báo động 4 trong ngày 30 tháng 5 do một loạt các bệnh xuất hiện không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, các quan chức y tế nói rằng nguy cơ lây nhiễm đối với công chúng là thấp. Việc nới lỏng các hạn chế xảy ra khi số ca bệnh hàng ngày, số ca nhập viện và tử vong đã giảm đáng kể trên khắp Canada xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ mùa thu. Trong khi đó, thì số lượng người đã được tiêm chủng của nước Canada vẫn đang tiếp tục gia tăng. Canada dự kiến sẽ nhận được hàng triệu liều vaccine vào tuần tới. Giám đốc Y tế công cộng tiến sĩ Theresa Tham cho biết, cho đến nay đã có hơn 28 triệu mũi tiêm đã được tiêm. Canada báo cáo có thêm 1.294 ca COVID-19 mới và 29 ca tử vong, nâng tổng số ca COVID-19 ở Canada lên mức 1.401.006 ca, trong đó có khoảng 97% đã phục hồi. Hiện nay đang có 17.559 ca đang còn bệnh và số ca tử vong là 25.914. Tại British Columbia, Tiến sĩ Bonnie Henry, giám đốc y tế của tỉnh bang cho biết số ca bệnh hàng ngày đã giảm đáng kể kể từ tháng 4 và cho biết tỉnh đang đi đúng hướng để giảm bớt nhiều hạn chế hơn vào ngày thứ ba theo kế hoạch. Alberta báo cáo có thêm 179 ca COVID-19 mới và thêm 4 ca tử vong vào ngày thứ Bảy. Tỷ lệ cư dân đã tiêm ít nhất một liều vaccine là 69%, chỉ kém mức 70% do tỉnh đặt ra để kích hoạt giai đoạn 3 của kế hoạch mở cửa trở lại. Tại Saskatchewan, hai bệnh viện giả chiến được thành lập ở tỉnh này trong những ngày đầu của đại dịch nhằm mục đích sử dụng trong trường hợp số ca COVID-19 tăng vọt nhưng đã không bao giờ được sử dụng và sẽ ngưng hoạt động. Cơ quan y tế Saskatchewan cho biết các thiết bị y tế thiết yếu, chẳng hạn như giường bệnh, sẽ được phân phối ở tỉnh nơi họ cần nhất. Bản tin của cơ quan y tế Saskatchewan cho biết. Tại Ontario, chính quyền tỉnh bang đã thông báo hôm thứ Bảy rút ngắn thời gian chờ đợi giữa liều đầu tiên và liều thứ hai của vaccine AstraZeneca Oxford xuống từ 12 tuần còn 8 tuần. Chính sách mới về liều lượng AstraZeneca có hiệu lực vào 8 giờ sáng ngày thứ Hai. Tất cả các lựa chọn mới sẽ được cung cấp với sự đồng ý được thông báo trước của bệnh nhân, chính phủ Ontario cho biết. Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng gọi tắt là NACI của Canada gần đây đã khuyến nghị rằng có thể tiêm vaccine mRNA sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Họ cũng phát hiện rằng khoảng thời gian dùng thuốc 2 đến 12 tuần là an toàn và chứng tỏ phản ứng miễn dịch có lợi, mặc dù thời gian chờ lâu hơn sẽ cung cấp bảo vệ nhiều hơn. Quebec đã xác nhận có thêm 182 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày thứ Bảy và 3 ca tử vong. Bộ Y tế Canada sẽ không điều phối hơn 300.000 liều vaccine Johnson Johnson do vấn đề về chất lượng. Bộ Y tế Canada xác nhận rằng lô hàng vaccine COVID-19 của Johnson Johnson đã đến vào tháng 4 và bị Bộ giữ lại vì lo ngại về chất lượng sẽ không được điều phối. Theo thông báo, để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân Canada trước những lo ngại liên quan đến vaccine được sản xuất tại cơ sở Emergent BioSolutions ở Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ, Bộ Y tế Canada sẽ không điều phối lô hàng này. Thuốc được sản xuất tại cơ sở Baltimore, nơi trước đây được phát hiện sản xuất vaccine một cách không cẩn thận, đã được gửi tới trong lô hàng. Bộ cũng xác nhận rằng Canada sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ sản phẩm hoặc thành phần nào được sản xuất tại cơ sở này. Cơ sở này sử dụng nhầm lẫn các chất hóa học dùng để sản xuất vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho vaccine Johnson Johnson cho đến nay, thì Canada đã đặt hàng 10 triệu liều vaccine Johnson Johnson và dự kiến sẽ nhận được thêm 300.000 liều nữa vào cuối tháng 6. Khi được hỏi hôm thứ Sáu liệu Canada có xem xét việc hủy hợp đồng hiện tại với Johnson Johnson không vì các vấn đề chất lượng, Văn phòng Bộ trưởng Bộ Thu mua trả lời rằng quyết định của cơ quan quản lý về việc không phát hành hơn 300.000 liều thuốc này sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận hiện tại của Canada cho đơn đặt hàng 10 triệu liều. Thông báo của Bộ Y tế Canada được đưa ra trước bối cảnh Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA và Khối châu Âu quyết định bỏ các lô vaccine, mặc dù các cơ quan này không nêu rõ quy mô của các lô hàng. Theo hãng tin AP đưa tin hôm thứ Sáu rằng các lô thuốc bị loại bỏ ở Hoa Kỳ có thể bao gồm hàng chục triệu liều và có thể đã bị nhiễm bẩn. Các bạn đừng rời máy nhé, tiếp theo sẽ là một số tin tức Việt Nam đáng chú ý. Mời các bạn tiếp tục theo dõi với Semi Hoàng. BioSculpture, thương hiệu nước sơn và sản phẩm chăm sóc móng hàng đầu, bám lâu, kéo dài đến 3 tuần và có thể dễ dàng gỡ bỏ mà không làm hại đến móng tự nhiên. Sản phẩm không chứa chất độc hại. Nhiều năm liền được bình chọn giải Salon Magazine's Readers' Choice Award. Điện thoại 18774246435, website biosculpturenails.com. Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi một số tin tức tại Việt Nam với nội dung chính như sau. Việt Nam đề nghị UNICEF thúc đẩy COVAX nhanh chóng cung ứng vaccine ngừa COVID-19. Việt Nam thí điểm phương án cách ly y tế mới đối với người nhập cảnh đến sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Việt Nam phê duyệt vaccine Sinopharm của Trung Quốc và Pfizer để chống lại COVID-19. Sài Gòn, Covid-19 sẽ đạt đỉnh sau 2 đến 3 tuần nữa, phát hiện 22 trường hợp dương tính tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Việt Nam đề xuất dời tổ chức SEA Games 31 vào năm sau. Sau đây là bản tin chi tiết. Mới đây trong buổi làm việc với bà Raina Flower, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam, UNICEF vào ngày 9 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã đề nghị UNICEF đối tác thực hiện chương trình vaccine thúc đẩy nhanh tiến trình cung ứng vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam. Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang phải đối mặt với đợt dịch thứ tư do biến chủng virus Delta gây ra. Trước tình hình đó, Việt Nam phải tập trung phòng chống dịch và ưu tiên việc tiếp cận vaccine nhằm thực hiện mục tiêu tiêm chủng 70% dân số. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các nguồn vaccine về Việt Nam đang rất chậm. Hiện mới có khoảng 2,5 triệu liều vaccine về đến Việt Nam trên tổng số 38,9 triệu liều theo cam kết cung ứng của chương trình COVAX. Tại buổi làm việc, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam bày tỏ quan điểm hoàn toàn đồng ý. Bà Raina Flowers cũng cho biết lô 1910 tủ đông công suất lớn sẽ chuyển đến Việt Nam trong tháng 7 năm 2021. Các đợt tiếp theo cũng sẽ về vào tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Bên cạnh đó, đợt vaccine gần nhất từ COVAX sẽ về Việt Nam trong tháng 7 tới. Tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 diễn ra vào chiều ngày 8 tháng 6, trước tình hình dịch bệnh trở lại phức tạp tại Việt Nam, Bộ Y tế đang khẩn trương lên kế hoạch đưa những người Việt bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước và thực hiện quy trình cách ly, quản lý khép kín với người nhập cảnh. Sáng ngày 11 tháng 6, Bộ Y tế thông báo về thí điểm phương án cách ly y tế cho người nhập cảnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Cụ thể của thí điểm này là áp dụng cho tất cả người nhập cảnh theo quy định. Cách ly tập trung 7 ngày đối với những người đã tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh không quá 12 tháng kể từ ngày xuất viện. Có kết quả xét nghiệm PCR âm tính vào ngày 1 và ngày thứ 6. Có xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 dương tính. Sau 7 ngày cách ly tập trung sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và theo dõi sức khỏe 14 ngày sau đó. Đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine, vẫn phải cách ly 14 ngày và theo dõi sức khỏe 14 ngày sau đó. Bên cạnh đó, thí điểm cách ly mới này cũng sẽ áp dụng giám sát y tế bằng công nghệ thông tin. Người nhập cảnh sẽ được phát một SIM điện thoại hoặc một vòng tay thông minh cài ứng dụng Bluezone hoặc VHD. Người nhập cảnh phải nhận diện khuôn mặt 3 lần một ngày vào 3 khung giờ, khai báo y tế và cập nhật nếu có bất thường. Bộ Y tế Việt Nam đã chính thức phê duyệt vaccine phòng COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc sau khi phê duyệt vaccine AstraZeneca và Sputnik V của Nga trước đó. Cũng trong ngày 4 tháng 6, đại diện WHO tại Việt Nam đã có những phát biểu về thông tin biến thể COVID-19 mới được tìm thấy ở Việt Nam. Trước đó, thông tin về việc Việt Nam phát hiện một biến thể mới lai giữa biến thể Delta và biến thể lần đầu được phát hiện ở Anh sau khi giải mã trình tự gen của các bệnh nhân. Tuy nhiên theo đại diện WHO, ông Kihyeong Park cho biết, đây có thể chỉ là một đột biến bổ sung được tìm thấy trong biến thể Delta và hiện tại vẫn còn quá sớm để kết luận về một đột biến mới. Tiếp theo đó, ngày 12 tháng 4, Việt Nam cũng phê duyệt vaccine Pfizer. Dự kiến sẽ có khoảng 31 triệu liều vaccine Pfizer đến Việt Nam trong quý 3 và quý 4 năm nay. Việt Nam vẫn đang đẩy mạnh việc mua vaccine phòng COVID-19 với hy vọng đến cuối năm sẽ đạt mục tiêu 150 triệu liều và tiêm chủng cho khoảng 75% dân số. Đến thời điểm hiện tại, vaccine chủ yếu được tiêm tại Việt Nam là vaccine AstraZeneca. Sáng ngày 7 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố đã họp để tổng kết sau một tuần ra quyết định thi hành chỉ thị 15 cộng và chỉ thị 16 cộng trên toàn thành phố Sài Gòn. Một tin khả quan là mặc dù vẫn còn lây lan, nhưng đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh ở Sài Gòn cơ bản vẫn được khống chế. Theo nhận định của Sở Y tế thành phố, đợt dịch thứ tư có thời gian đạt đỉnh lâu hơn so với hồi đầu năm 2021. Nếu như đợt dịch đầu năm số ca đạt đỉnh sau 21 ngày thì hiện tại sau 41 ngày kể từ ngày phát hiện, số ca mắc mới vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Theo tính toán, sẽ mất khoảng từ 2 đến 3 tuần nữa, số lượng ca bệnh sẽ đạt đỉnh và bắt đầu đi xuống. Do đó trong thời gian tới, Sài Gòn cần tiếp tục có những biện pháp quyết liệt để giải quyết những ổ dịch, giảm số ca lây nhiễm cộng đồng. Thông tin mới đây nhất vào ngày 12 tháng 6, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tại Sài Gòn ghi nhận 22 ca nghi mắc Covid-19 là nhân viên của bệnh viện. Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật ở Sài Gòn, HCDC cho biết, đã phát hiện một trường hợp là nhân viên mắc Covid-19, sau đó bệnh viện đã nhanh chóng truy vết và phát hiện thêm 22 trường hợp khác dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh viện đã được phong tỏa. Do bệnh viện đang được chuẩn bị chuyển thành nơi điều trị COVID-19 cho các bệnh nhân nên hiện tại chỉ có 63 bệnh nhân đang tiếp nhận điều trị nội trú. Tất cả các bệnh nhân này đều được xét nghiệm và cho ra kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tính đến hết ngày 12 tháng 6, số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vượt mốc 10.000 ca nhiễm, hiện đang điều trị cho 6.352 bệnh nhân, số ca tử vong là 58 người. Cụ thể, trong đó Bắc Giang vẫn là nơi có nhiều ca mắc COVID-19 nhất với 3.916 ca. Theo sau đó là Bắc Ninh với 1.289 ca mắc, nhưng số người mắc có phần tăng chậm hơn so với những tuần trước. Sài Gòn trong tuần qua vẫn liên tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới. Hiện tại có 694 ca mắc và đứng thứ ba cả nước. Trong bối cảnh bùng phát liên tiếp các đợt dịch Covid-19 tại Việt Nam, vào chiều ngày 9 tháng 6, văn phòng điều phối Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Ủy ban Olympic các quốc gia đã cùng tham gia họp theo hình thức trực tuyến để thảo luận lấy ý kiến về công tác tổ chức các hoạt động tại SEA Games 31. Trong buổi họp Ủy ban Olympic Việt Nam đề xuất thay đổi thời gian tổ chức SEA Games đến cuối tháng 7 năm 2022 thay vì tháng 11 năm 2021 như kế hoạch dự kiến. Việc sinh hoãn tổ chức SEA Games là do sự ảnh hưởng phức tạp của đại dịch COVID-19 tại nhiều thành phố thuộc khuôn khổ tổ chức SEA Games, gây ảnh hưởng lớn đến công tác chuẩn bị. Trong số 11 nước thuộc Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, có 8 nước đã phản đối đề xuất hoãn SEA Games của Việt Nam. Theo tờ CNN của Indonesia, nhiều quốc gia trong khu vực mong muốn sẽ tổ chức SEA Games trong năm nay, bởi năm 2022 sẽ có những sự kiện thể thao lớn diễn ra như Asian Games tại Trung Quốc vào tháng 9, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á vào tháng 3 tại Thái Lan. Tuy nhiên theo nhận định từ các chuyên gia và lãnh đạo thuộc lĩnh vực thể thao, SEA Games 31 rất ít có khả năng tổ chức đúng như kế hoạch nếu diễn biến của Covid-19 ngày càng một phức tạp và khó lường hơn tại một số khu vực đảm nhiệm vai trò tổ chức sự kiện lớn của Đông Nam Á trong năm nay. Với tầm nhìn rộng và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản để bán lại hoặc cho thuê, chúng tôi có thể giúp bạn tìm được ngôi nhà như ý từ việc tìm công ty cho vay mortgage tốt nhất cho đến việc tìm đúng công ty sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà của bạn. Chúng tôi là Nguyễn Thông, làm việc tại công ty Home Life, điện thoại 905 920 1463. Một khi bạn có nhu cầu về việc đầu tư bất động sản, hãy liên lạc với chúng tôi tại 905 920 1463. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp bạn tìm hiểu, phân tích khoản đầu tư của bạn. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản, từ việc mua bán nhà cho đến việc hoàn toàn xây mới một căn nhà từ mảnh đất trống hay là tân trang lại nhà cũ. Chúng tôi có thể giúp bạn đạt được tiêu chuẩn cao hơn và kết quả tốt đẹp hơn. Chúng tôi là Nguyễn Thông, làm việc với công ty Home Life, điện thoại 905 920 1463. Tiếp theo chương trình podcast tuần này là một tin giải trí. Sau đây là những tin chính. Anh hùng chuột Magawa nghỉ hưu sau 5 năm tận tụy do bom mìn ở Campuchia. Sinh vật cổ đại sống dậy sau giấc ngủ 24.000 năm. Naomi Osaka rút lui khỏi giải Grand Slam và mong muốn đóng góp số tiền phạt 15.000 cho tổ chức từ thiện danh sách người nổi tiếng công khai là LGBTQ năm 2021. Loki, một trong những series phim đáng xem nhất trong tháng 6 này. Shadow and Bone bước vào thế kỷ kỳ ảo cùng với cuộc phiêu lưu mãn nhãn từng giây từng phút. Vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, CNN đưa tin về việc anh hùng chuột Magawa sẽ nghỉ hưu sau 5 năm tận tụy với công việc dò mình tại Campuchia. Đơn vị huấn luyện chú chuột khổng lồ châu Phi Magawa, tổ chức phi chính phủ Apopo mới đây đã cho biết Magawa sẽ tròn 7 tuổi vào cuối năm nay. Chú đã làm việc rất chăm chỉ khoảng thời gian vừa qua và đã đến lúc cần được nghỉ ngơi. Được biết tuổi thọ tối đa của loài chuột khổng lồ châu Phi là 8 năm. Epopo cho biết, mặc dù sức khỏe vẫn tốt, thế nhưng Magawa đã đến tuổi nghỉ hưu và rõ ràng cũng không còn nhanh nhẹ như trước, đã đến lúc rồi. Chú chuột Magawa này vốn nổi tiếng ở Campuchia cùng nhiều nơi trên thế giới khi được tổ chức từ thiện động vật PDSA của Anh trao tặng huy chương vàng vào năm 2020 vì lòng dũng cảm, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ do tìm bom mìn. Trong suốt 5 năm qua, Magawa đã làm việc rất chăm chỉ khi dọn sạch mìn trên 225.000 m2 đất tại khu vực xung đột chứa đầy thiết bị cháy nổ gây nguy hiểm tại Simrip, Campuchia. Tính đến thời điểm hiện tại, Magawa đã phát hiện tổng cộng 71 quả mìn và 38 thiết bị chưa phát nổ. Cũng bởi có công lớn, Magawa đã được mọi người dành tặng danh xưng anh hùng do mìn. So với những loài chuột thông thường, loài chuột khổng lồ châu Phi như Magawa có kích thước to lớn hơn, song cân nặng vẫn đủ an toàn để không kích hoạt quả bom mìn khi giảm lên. Vừa qua, các nhà khoa học người Nga đã tìm thấy những sinh vật cổ đại có kích thước cực nhỏ trong một loại đất đóng băng ở dưới lớp băng vĩnh cửu giữa sông Alasia của viễn đông Siberia ở vùng Bắc Cực các nhà khoa học đã dùng dàn khoan với độ sâu 3,5 mét. Chúng là luân trùng Bidaloi, hay còn gọi là trùng bánh xe Bidaloi. Để hồi sinh luân trùng đông cứng, các nhà khoa học đã đặt một mẫu đất và môi trường phù hợp và chờ cho tới khi chúng rã đông rồi sống lại. Bắt đầu di chuyển, phát hiện lớn này đang nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo mọi người trên thế giới. Luân trùng là động vật vi sinh đa bào sống ở trong môi trường nước ngọt được tìm thấy trên khắp thế giới. Tính đến nay, chúng đã tồn tại trên trái đất được khoảng 50 triệu năm. Chúng có kích thước vô cùng nhỏ và không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Trước đây, các nhà khoa học đã từng đưa ra nhận định luân trùng hiện đại có thể đông cứng ở nhiệt độ trừ 20 độ C và có khả năng hồi sinh sau 10 năm bị đông lạnh. Tuy nhiên, phát hiện mới nhất tại lớp băng vĩnh cửu ở Siberia này càng khiến cho nhiều người bất ngờ hơn nữa. Sau khi sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ, các nhà nghiên cứu đã nhận định được loài sinh vật này hiện đã có khoảng 24.000 năm tuổi. Luân trùng không thể di chuyển qua lớp đất đóng băng, do đó chúng đã mắc kẹt ở lớp trầm tích trong hàng chục ngàn năm trước. Star Malavin là nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm Soil Cryology ở Trung tâm Khoa học về Nghiên cứu Sinh học Pushchino tại Nga, chia sẻ báo cáo này chính là bằng chứng vững chắc nhất cho đến thời điểm hiện tại rằng loài động vật đa bào có thể có khả năng chịu đựng qua hàng chục ngàn năm trong cryptobiosis một trạng thái hầu như hoàn toàn ngưng trao đổi chất ngoài ra sau khi hồi sinh thì luân trùng có thể sinh sản vô tính tạo ra các bản sao mang hệ gen giống hệt chúng dù không phải tất cả các loài luân trùng đều sống sót sau quá trình đóng băng Thế nhưng qua nghiên cứu thì người ta nhận thấy loài sinh vật cổ đại này có một số cơ chế có khả năng bảo vệ các tế bào và cơ quan của mình để khỏi bị tổn hại khi ở nhiệt độ cực thấp. Naomi Osaka, tay vợt xếp thứ hai trên thế giới, vừa qua đã thể hiện mong muốn số tiền trả cho mức phạt 15.000 đô la của cô được đóng góp cho tổ chức từ thiện. Yêu cầu của cô được COM và nhiều doanh nghiệp khác ủng hộ. Vào tuần trước, Naomi Osaka, người xếp thứ hai trong môn quần vợt nữ và cũng là vận động viên nữ có mức lương cao nhất thế giới, đã thông báo trên mạng xã hội rằng sẽ không tham gia bất kỳ cuộc họp báo nào trong suốt giải pháp mở rộng để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Sau chiến thắng vòng đầu tiên vào Chủ nhật, nữ vận động viên bị phạt 15.000 đô la vì không tham gia vào cuộc họp báo bắt buộc sau trận đấu. Mặc dù Naomi Osaka sẵn sàng chi trả cho số tiền này, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Một tuyên bố được ký bởi những người đứng đầu của tất cả bốn giải Grand Slam đã cảnh báo Naomi Osaka sẽ phải đối mặt với án treo giò trong tương lai nếu tiếp tục không nói chuyện với giới truyền thông. Đứng trước tuyên bố này, Naomi Osaka đã đưa ra một quyết định là rút lui hoàn toàn khỏi giải đấu. Giải thích cho việc này, Naomi Osaka viết rằng sự việc đã vượt ngoài dự tính của cô. Naomi Osaka nói rằng cô có dấu hiệu về căn bệnh tiền trầm cảm và lo âu xã hội. Do đó để đảm bảo sức khỏe, cô mong muốn chấm dứt các việc liên quan đến tòa án. Cô bày tỏ hy vọng số tiền phạt vì không hợp tác với báo chí sẽ được quyên góp cho một tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần. Hành động của Naomi Osaka nhận được phản ứng tích cực từ các chuyên gia và người hâm mộ. Công ty đứng sau ứng dụng về sức khỏe tâm thần Thiền Định nổi tiếng là Calm đã tuyên bố sẽ làm theo yêu cầu của Naomi về việc quyên góp tiền phạt của cô ấy cho tổ chức từ thiện. Các nhà tài trợ khác như Mastercard hay Nissan cũng ủng hộ Naomi Osaka và bày tỏ sẽ ủng hộ các vận động viên trong việc coi trọng sức khỏe tinh thần và bảo vệ giá trị của bản thân. The Insider vừa đưa ra danh sách của những cái tên ngôi sao nổi tiếng đã lần lượt công khai bản thân thuộc cộng đồng LGBTQ từ đầu năm 2021 đến nay. Tên đầu tiên được liệt kê trong danh sách đó là Jojo Siwa, ngôi sao nhạc pop tuổi teen của show truyền hình Dance Moms. Cô đã thông báo mình là người đồng tính bằng một đoạn video trên TikTok vào cuối tháng Giêng. Jojo Siwa chia sẻ rằng chính người bạn gái của mình là nguồn động lực để cô bước ra ánh sáng. Tj j Osborne, giọng hát chính của ban nhạc đồng quê Brothers Osborne là cái tên tiếp theo gia nhập vào cộng đồng LGBTQ. Dù đã nhận ra xu hướng tính dục của mình vài năm trước, nhưng tới tháng 2 năm 2021, anh mới bắt đầu tiết lộ cho khán giả biết vì không muốn mọi người há hốc mồm khi anh sánh vai với một người đàn ông. Và người thứ ba trong danh sách là Demi Lovato nữ ca sĩ nổi tiếng Demi Lovato De vừa công khai mình là non-binary, dù không lâu trước đó họ đã từng chia sẻ rằng bản thân họ là pansexual. Kehlani từ lâu đã được biết đến là một biểu tượng queer trong cộng đồng LGBTQ và mới đây cô ca sĩ này đã công khai rằng mình là đồng tính nữ trong một lần livestream trên Instagram với bạn. Và một nhân vật nổi tiếng tiếp theo là Alexandra Shipp nữ diễn viên Alexandra Shipp đã chọn ngày đầu tháng để công khai xu hướng tính dục của bản thân. Ngôi sao của loạt phim X-Men Apocalypse cho biết cô đã biết cách yêu thương và thấy tự hào hơn khi được là chính mình. Tuy nhiên trước đó cô cũng trải qua nhiều suy nghĩ đấu tranh cũng như từng cảm thấy sợ hãi rằng sẽ không ai chấp nhận mình. Sau cùng cô đã chọn được là chính bản thân mình. Kaylee Bryan, người đóng vai Josie trong phim Legacy của The CW, đã chia sẻ thông điệp trên Twitter và Instagram cùng với một bức ảnh cho thấy anh ấy đang vẫy cơ cầu vòng. Kaylee cũng mặc một chiếc áo phong có nội dung hãy là khiêu táo bạo mà bạn cần thấy khi còn trẻ. Marvel Studios đã tung ra đoạn trailer của loạt phim Loki hồi tháng 4 và phim vừa được chiếu vào hôm 11 tháng 6 sau thành công của Wanda Vision và The Falcon and the Winter Soldier loạt phim Loki hứa hẹn sẽ là loạt phim tiếp theo của MCU tạo được tiếng vang lớn trong thị trường điện ảnh vì sao ngay từ khi tung ra trailer Loki lại nhận được sự quan tâm lớn của khán giả yêu phim đến thế Loki vốn là một thần trong thần thoại bắc âu ông được biết đến là một vị thần đa nhân cách với tính tình phức tạp lúc thì tốt bụng lúc thì độc ác Loki xuất hiện trong Thor của vũ trụ The Avengers với hình tượng một thần lừa đảo làm nhiều điều sai trái với khao khát chinh phục trái đất và cũng có đôi khi lại làm những điều tốt giúp đỡ anh trai Thor của mình. Thông qua cách khắc họa hình tượng nhân vật, Loki đã trở thành nhân vật phản diện được yêu thích nhất của Marvel. Quay trở lại với trailer phim Loki, đoạn clip kéo dài hơn 2 phút hé lộ hàng loạt tình tiết đáng chú ý, khiến khán giả càng thêm trông chờ vào ngày phim trình làng. Loạt phim Loki được lấy bối cảnh từ sau chuyến du hành thời gian của các siêu anh hùng trong Avengers Endgame ra mắt trước đó. Lúc này, viên đá vô cực đã lọt vào tay Loki do Tom Hiddleston đảm nhiệm vai diễn. Loki đã sử dụng vào mục đích dịch chuyển tức thì, phá vỡ mọi quy luật của dòng thời gian trong vũ trụ. Thật không may, Loki đã bị tổ chức TVA, một tổ chức giám sát dòng thời gian và đa vũ trụ bắt tận tay. Lúc này, chính tổ chức TVA trao cho Loki một cơ hội để sửa sai. Loki phải cố gắng sửa chữa lại lỗ hỏng thời gian mà mình đã gây ra trong Avengers Endgame để được giảm án. Liệu không biết rằng Loki có hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức TVA đã đặc biệt giao cho anh? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong loạt phim. Ngoài Tom Hiddleston, phim Loki còn có sự tham gia của dàn diễn viên nổi bật, chẳng hạn như Richard E. Grant, Owen Wilson. Loạt phim Loki đã chính thức có mặt trên Disney Plus vào ngày 11 tháng 6. Mời quý vị cùng đón xem. Vào cuối tháng 4 vừa rồi, Netflix đã cho ra mắt một bom tấn truyền hình làm mãn nhãn biết bao người xem, Shadow and Bone, tạm dịch là bóng tối và sương trắng phim thuộc vào thể loại kỳ ảo phiêu lưu và hành động. Lấy cốc truyện từ tiểu thuyết kỳ ảo cùng tên của nhà văn Lee Padugo, một tác phẩm bán chạy toàn cầu. Đây là dự án trọng điểm với mức đầu tư lớn của Netflix trong năm, tính đến thời điểm hiện tại. Shadow and Bone của nhà sản xuất Eric Heiser được nhiều người ví von là Game of Thrones thứ hai. Cũng nên nhắc lại rằng Game of Thrones là một bom tấn truyền hình gồm 7 phần tạo được tiếng vang lớn trong giới phim ảnh trong suốt nhiều năm qua. Shadow and Bone là bộ phim xoay quanh một vương quốc giả tưởng mang tên Ravka thời loạn lạc. Đất nước bị chia cắt bởi một bức tường khổng lồ mang tên vực tối, nơi tồn tại rất nhiều quái vật bên trong và đã có vô số người phải bỏ mạng. Trong thế giới này, có tồn tại một số ít người có khả năng sử dụng phép thuật được gọi là Grisha và nhân vật nữ chính của phim Alina Starkov do Jesse Meili đóng chính là người sở hữu năng lực siêu nhiên lớn mạnh nhất trong số các Grisha. Sức mạnh đó có khả năng mang lại hòa bình cho thế giới vốn bị chia tách bởi vực tối. Thế nhưng cũng vấp phải sự cản trở của những mưu đồ chính trị đầy hiểm độc và gian ác. Song song với việc phải đối mặt với bao nhiêu thử thách trên con đường giải cứu thế giới, Alina Starkov còn gây ấn tượng với khán giả bởi những thay đổi trong tâm lý của cô với người bạn thân thỏa bé do Archie Reno đóng và Hắc Hải do Ben Barnes đóng. Nội dung của phim được xây dựng có lớp lan, có lịch sử và mang lại ý nghĩa cho khán giả thông qua từng tập phim. Dù phim có nhiều thông tin, nhưng hay ở chỗ tất cả đều được lồng ghép qua hành động và kỹ xảo của tuyến nhân vật, chứ không phải qua những câu thoại dài dòng gây nhàm chán và quan trọng hơn cả, qua lối diễn xuất tài tình của dàn diễn viên nổi tiếng được chọn lọc kỹ lưỡng, thế giới giả tưởng của Shadow and Bone hiện ra trong mắt người xem vô cùng chân thật, sống động. Phe phản diện trong phim cũng là một nét nổi bật vì càng góp phần giúp cho bộ phim trở nên gây cấn hơn. Có thể nói, hành trình mang lại hòa bình tại vương quốc Ravka, những loài quái vật kinh hoàng, phép thuật màu nhiệm cùng với nhiều âm mưu tàn độc đã làm nên sự hấp dẫn của bộ phim. Nhiều người đã đánh giá Shadow and Bone là một trong những siêu phẩm hay nhất của Netflix trong mùa hè này. Dù chỉ mới kết thúc mùa 1 gồm 8 tập phim nhưng Shadow and Bone đã thu hút người xem và mong chờ những mùa tiếp theo. Khán giả có thể xem phim tại Netflix. Mắt kính Viet Eyes Optical, địa chỉ 5025 Hadley Avenue, Mississauga, Ontario, Canada điện thoại 905 502 0026 chuyên cung cấp các loại mắt kính hàng hiệu có bác sĩ khám mắt. Rất cảm ơn Sammy và anh Tuấn Liêm. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Trên thị trường tỷ giá hối đoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 12 tháng 6 2021 như sau: 1 đô la Mỹ bằng 23.101 đồng Việt Nam tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đô la Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 2021 đến ngày 16 tháng 6 2021 là 1 đô la Canada bằng 19.090,38 đồng Việt Nam. Trong khi đó, theo Bank of Canada, vào cuối ngày giao dịch 11 tháng 6 2021, 1 đô la Canada bằng 0,8232 đô la Mỹ và bằng 0,6799 đồng euro. Giá dầu thô WTI là 70,91 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu Brent là 72,69 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1876,87 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới tổng hợp cuối tuần của Ken Culture Channel. Và bây giờ, nhóm biên tập xin được gửi đến các bạn một câu chuyện cuối tuần là câu chuyện lời hứa. Câu chuyện này cũng kết thúc bản tin hôm nay. Xin kính chúc quý vị và các bạn một Chủ nhật an lành và một tuần mới mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và thật may mắn. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt. Câu chuyện cuối tuần Lời hứa một ngôi nhà nọ có hai vợ chồng và một đứa con gái nhỏ hai vợ chồng bận rộn với công việc hàng ngày nên rất ít quan tâm con gái mỗi giờ rảnh họ lại dành để nghỉ ngơi hay thư giãn với bạn bè mà quên mất con gái mình thiệt thòi vì không được đi chơi đây đó như các bạn cạnh nhà có mấy đứa trẻ được chiều chuộng nên thường xuyên được đi chơi cuối tuần mỗi lần cô bé đòi bố mẹ đưa đi công viên bố mẹ hứa sẽ cho cô đi vào cuối tuần nhưng khi đến chủ nhật bố mẹ cô lại bảo bận tiếp khách nên hãy để lần sau rồi cứ như vậy mãi họ vẫn không thực hiện lời hứa rồi một ngày kia cô gái lại đòi bố mẹ mua tập truyện tranh bố mẹ cô hứa sẽ mua vào dịp cuối tuần và cũng như lần trước sau nhiều ngày cuối tuần qua đi cô bé vẫn chưa có tập truyện tranh mình thích Cuộc sống cứ thế trôi đi, kéo theo những lời hứa hẹn tăng lên mà chưa thực hiện được. Rồi một ngày kia, cô gái chuẩn bị đi thi đại học. Bố mẹ cô lo lắng và dặn dò con. Con nhớ ôm chăm chỉ để đổ đại học nghe chưa? Vâng, con hứa. Một tháng sau, con gái học đổ đại học và điểm cao thứ hai của trường. Bố mẹ cô mừng rỡ và hứa thưởng cho cô chiếc xe máy để cô đi học. Cô bé lắc đầu và nói, bố mẹ hãy hứa khi tận tâm bố mẹ muốn thực hiện lời hứa lời hứa với con không phải là cơn gió để đến mùa nó đến rồi nhẹ nhàng đi mà chẳng để lại gì con chỉ hứa một lần nhưng lại cố gắng làm được nó còn hơn là bố mẹ hứa đến trăm lần mà không lần nào thực hiện bố mẹ cô chợt nhận ra và hối hận vì những lời hứa chưa một lần thực hiện để đến bây giờ con gái mình mất hết niềm tin vào lời hứa họ thấm thiế và chợt nhận ra ý nghĩa của lời hứa không đơn giản chỉ là lời nói mà phải xuất phát từ tấm lòng của người nói. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca slash Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.